chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Nếu các bạn có nhu cầu làm đẹp chị mụn, chị thâm để có một làn da căng bóng mịn màng, hãy liên hệ anh em mình qua số Zalo 0585 89 86 88 để sở hữu sản phẩm bột trà xanh đắp mặt Tama TV 100% chiết xuất từ thiên nhiên, không chất bảo quản. Cho Marika với em, Marika vừa đi từ lâu rồi. Ngon lắm, ăn vốc một, ngon. Ngon lắm, mặc bộ áo á. Thì dâu á, dâu nước ngoài người ta gọi dâu tây, dâu này là dâu gì nhỉ? Dâu Việt Nam Đông Nam Á, dâu Á, ngon, à, đỏ lòm, ơi, mang ra mèo mái lại ca, mèo mái lại ca lại bỏ, mấy đi đâu mình lâu đấy, đi vào đây, ơi, đi mấy đại ca nhá, ơi. Mày đi vẫn ngủ à? Tưởng tượng tao cho mày long đục chạm bây giờ. Mở khóa thì mới được.
này, kiếm này, kiếm mày đi chơi này. Chơi này. Đây ăn đây này. Cái gì đấy? Trời ơi. Đây này. Kiếm đâu ấy? Kiếm đâu ấy? Ngon chưa? Kiếm đâu ấy? Bao ấy. Ngọt đấy. Bao không nghe này hả? Bao. Ngon chưa? Kiếm đâu quả này á? Bơ ăn thì ông mày làm gì có? Ở trong câu 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 của chí ấy. Cái mồm mày. Trông cái mồm mày. Ăn. Mồm em chứ. Ý. Éo rồi lo ấy nhỉ. Kinh. Như kiểu bốc bốc ướt ăn vã. Nhưng mà ăn cái này sót ruột lắm. Bởi nó như kiểu đánh so đấy nhỉ. Nhưng mà sót ruột. Nhưng mà con cái gì đó ăn không? Cái gì đấy? Cái gì? Cậu cưng ấy. Ui dạ. Em gà đi làm gì? Nướng à? Nướng gì chú cưng của em đây? Cưng cái gì à? À! Đang xót ruột ăn cái này không đấy là ăn con gà này nhá. Trời ơi. À béo đấy. Gà đấy. Em mượt của mẹ em đi chơi đi. À hay. Hay đấy. Ôi bà. Bà. Bà ăn không? Bà, bà. Đây, bà. Bà, bà. Nấu cái này với cái này đi. Anh dở à, của mẹ em chửi chơi hết đấy. Chửi cái gì? Em mượn với mẹ em đi. Mượn cái gì? Thịt thì lại còn bảo mượn. Mẹ em đường chửi em chịu được không? Chịu được. Bây giờ, ui, đây đây. Cái món này, cái con cái món này. Đây, thịt con này, nướng với cái này. Chơi không? Thịt xiên này, xiên này. Tí nữa nó giả con này 1 lít xong. Giả mẹ em nhá. Ờ, ok. Nướng đấy. Ok. Đấy đi, nướng đi. Đi gì? Nhớ nó anh ăn quỵt thì sao? Không quỵt, tao thèm quỵt của mày à. Anh ăn quỵt. Nướng ăn đâu? Đây. Thế đi, nướng đây chắc sẽ ăn luôn á. Bỏ đây luôn. Vậy thì anh lấy cái lôi cái quả này ra làm gì? Đây, thế này này. Vắt vắt lấy nước. Ôi, ui, ôi. Ui. Như kiểu đánh chết cái gà ấy nhỉ. Thấy. Ướp bằng dâu. Ướp gà. Bằng cái này á, biết có ngon không? Thử. Ôi, kéo thành gà sinh tố dâu Tây ấy nhỉ. À dâu ta, dâu Việt Nam ấy nhỉ. Dâu ta, ui, đỏ lòm luôn này. Ôi, tím này, chỗ này tím này. Ôi, chạy em bóp mới. Nướng, hôm nay sẽ nướng úp nồi nhá. Ướp cái này xong nướng úp nồi. Kì đi cho nó sạch sẽ. Hay quá nhỉ. Anh ấy nhìn màu vàng này, anh màu đỏ này. Nhét vào đây. Đỏ hơn cả mặt trọi nhỉ. Ừ. Nhét nó vào đây. Nhét vào bụng, nhét dâu thừa vào bụng này. Xong rồi bọc xung quanh nữa. Quách đấy, anh đi ra quả này quách đấy. Xìu phết đấy. Xìu phết đấy. Mà em mang ra em còn quách cơ nữa cơ. Xìu phết đấy. Xìu phết đấy. Nào, nhét vào đây. Đấy. Bạch ra, nhét vào. Đây. Ôi, cho một lũ à. Lũ nhét vào đây. Đấy. Ngập mũi nở ra kéo thành con gà to ấy nhỉ. Xìu phết đấy. Ê, chân nó tím đầu nó đỏ. Đấy. Đỏ lòm luôn. Nhìn khoái nhỉ. Ấy, sao màu lại tím, trên này lại màu đỏ này. Không biết, ơi. Anh ơi, cứ đỏ trong nó lại tím này. Gà chuyển màu. Ui, em xem trên mạng TikTok cũng có chuyển màu. Đúng rồi. Gà chuyển màu là sao? Gà vắt dâu vào chuyển thành màu đỏ, xong chuyển thành màu tím. Tím nhạt. À, em là phát minh phó giáo sư tiến sĩ. Mà đi đi. Siêu phớt đấy. À. Vắt vào thì đỏ nhưng một lúc nó là tím nhỉ. Đó, ok đấy. Ô, thôi, nước tím luôn. Ai, ui, mặn đấy. Rồi. Đây, em tím hết. Đấy, ướp vào. Đây, quét cái chỗ này lên, úp cái nồi vào. Đó, đổ dầu, hết dầu vào, nướng cùng. Đấy. Ngon ngọt, chua chua nhỉ. Hiểu không? Hiểu. Thế thì để em đốt củi nhé. Đây, ok. Ok. Quả này ngon hết giờ luôn. Tao bỏ ra để tao quét đất. Bỏ ra. Ra không ạ?
không biết là có ra gì không, nhưng mà nghe có vẻ là ổn. Mọi người chờ đón kết quả nhé. Ui, chín rồi đây anh ạ. Tình hình là chắc là chín rồi. Khui hàng cả chứ. Mọi người xem. Ui, cá đâu đẹp nhờ. Ôi, cháy rồi. Má mẹ cài. Cháy hết rồi. Cháy bà nó rồi. Cấp cứu, cấp cứu, cấp cứu, nhanh. Đi chơi. Chết rồi. Cứ mãi chạy đi chơi. Hỏng hết cả chân tay rồi. Ôi, nhưng mà thịt còn nguyên cơ. Giòn tan rồi. Ui, cháu còn ngon đấy chứ nhỉ. Anh ơi, anh không có cháu nhựa anh chọc vào. Đấy, chọc. Ừ đấy. Chọc cái này. Ui, ngon đấy, chọc cái đít quá. Chọc đít nó, chọc đít nó. Chọc đâu chả được. Ai à. Nóng. Đố anh rồi ra được trong vòng 5 giây. 5 giây. Đi ở về đây. Bỏng bỏng. Bỏng bỏng. Rất là bỏng mọi người ạ. Ui bắt cháy, bắt cháy, bắt cháy này. Cháy chân. Ôi xa. Nào nào, thử cho ra bên này đi. Nào, thử ra bên này. Ôi. Ui. Ui. Cháy mất mọi người ạ. Ui, cháy nước dâu này. Cháy nước dâu này. Nước dâu này, nước dâu này. Ôi, chi dâu, chi dâu. Anh để vào đây tí nữa để cho nó ra nước kìa mà. Xem nào, lấy con dao con đây xem nào. Lấy con dao. Bà, đấy, bà ăn thịt gà không bà? Ôi, thật ra là không cháy đâu. Hay là do cái nước dâu nhá. Nước dâu màu đen. Nước dâu hay sao ấy nhỉ? Sao nó đen chi ấy nhỉ anh nhỉ? Mình chạy lấy bát muối ta xem nào. Để em đi lên kia rồi nhá. Đây, mình sẽ khui con hàng gà này nhá. Hơi khét cái là cái chân nó cháy này. Ui. Bên này. Bên kia. Bên kia kìa. Chân nó hơi cháy mọi người ạ. Ừ, mình quên mất là con gà này là con gà, gà lương phượng. Nó dễ, nó nhanh chín. Đấy, nhưng mà cũng, chưa chắc đã là bị cháy đâu. Dâu ngon. Nhưng mà bà về sớm đấy nhỉ. Lười quá. Đọc bằng ăn bà chẳng ăn nè. Rồi, biết rồi. Vừa rồi. Khổ lắm, nó mãi. Thấy cắn vào này mới ngon à. Đấy, đoạn này cháy cháy bỏ này. Bỏ gì? Bỏ cái đó. Đó chỉ nó trắng. À, quên. Khui ở trong này xem thế nào. À, mẹ ăn thử miếng dâu xem nào. Đấy nhá. Mình sẽ khui thử trong này. Chín hết. Em thử ăn miếng dâu ở bên trong á. Đây, sẽ ăn miếng dâu ở bên trong cho mày tọa nguyện nhá. Ê, nó vẫn kế. Đấy, từ từ. Phải không? Ui, đây này, mọi người xem này, dâu ở bên trong này. Dâu ở bên trong vẫn như thế. Đó. Vẫn như thế anh ạ, để em chén miếng. Đó, thử miếng đi. Thử quả nào. Thế nào? Ngại lắm. Ừ. Dâu bên trong không ăn được nữa. Sao thế nhỉ? Cháu ăn thịt gà vẫn ngon, ăn dâu ngái nhỉ. Ngái kinh điển luôn đấy. Nó kiểu gì nhỉ? Không hợp. Ừ. Ăn thịt gà vẫn được. Nói chung là không nên đút cái gì vào. Ngái á. Nói chung không nên ướp cái gì khác. Đúng ngoài rồi, mắm muối mà chín. Mắm đặc dùng là ngon nhất nhỉ. Mắm muối mình chính mặc cái nạc dùng. Hoặc là xả ớt. May hôm nay không học gà. Học cá lại bị trượt. Chán lắm. Anh nhớ với nhà cơm mẹ mà. Cậu chịu. Hả? À? Chịu. Chịu em chịu. Chịu ấy. Chịu là sao ấy. Không nợ ấy. Nợ. Không bán chịu nhưng mà vẫn nợ được. Không bán nợ. Đấy, không bán nợ nhưng vẫn chịu được. Không bán chịu. Không bán chịu nhưng vẫn nợ được. Nhưng mà của mẹ em cứ em mới ok mà liền. Cứ mẹ mày chứ mày là một người sợ. Tiếp lương thực nè.
ra ngoài em cũng được ăn nè. Em bảo em nướng. Đấy. Ui. Phải đấy. Nói chung là ăn tạm thôi mọi người ạ. Cũng được. Màu mè không đẹp này. Mà không không nên. Dâu lúc lúc anh em mình vẫn vào nhìn chỗ đẹp nhỉ. Em thường hoài lắm. Quan trọng. Cuối cùng vẫn bình thường. Dâu nó cực kỳ ngái, sợ luôn. Nhưng mà thịt thì vẫn ok. Lọc hết thịt ra nhé. Đây đây, sụn đây, sụn đây. Chà chà. Sụn. Sụn giòn cực. Ngâm bộ quăng. Sụn rồi. Đây này. Ấy. Đây. Kèm vào. Hôm nay mà có quả nhót kẹp vào mà ăn ấy. Này, phì phết đấy. Thế không chẳng em ở nhà cũng có. Ngon nha. Bị bằng tên. Đây ngon nè. Ngon rồi. Tao nướng tiếp. Em không ngửa. Ôi nó về chưa ơi. Ôi riêng à. Ôi em không về. Bye bye mọi người nha. Mọi người cả cúp cả hiểu. Bye bye mọi người nha. Mọi người nghe nhớ đăng ký kênh của bên em mình nha. Bye bye. Cảm ơn mọi người đã xem hết video của anh em mình. Sau đây thì anh em mình xin phép giới thiệu cho mọi người một bộ sản phẩm, đó là bột trà xanh Matcha Tamatibi 100% chiết xuất từ thiên nhiên, không có hoạt chất bảo quản nhé. Thì công dụng của bột trà xanh này thì nó sẽ làm trắng da này, trị mụn, trị thâm này, giải trừ độc tố trong da này. Bạn nào có một làn da bị mụn, bị thâm và chưa được ưng ý về cái làn da của mình ấy, thì nhớ liên hệ với anh em mình để sở hữu bộ sản phẩm của anh em mình nhé. Và sau đây anh em mình sẽ hướng dẫn mọi người sử dụng một cách đơn giản nhất với bột trà xanh Matcha Tamatibi nhé. Đầu tiên là sẽ làm ướt da mặt. Hòa bột trà xanh với nước tạo thành hỗn hợp sệt. Sau đó dùng hỗn hợp bột trà xanh và đắp lên mặt tạo thành một chiếc mặt nạ. Sau 15 đến 20 phút các bạn hãy rửa lại bằng nước lạnh. Đó là một cách đơn giản nhất để có một làn da căng bóng mịn màng, da trắng và khử độc tố trong da nha mọi người nhé. Và một cái nữa đó là nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm của anh em mình rất là rõ ràng nhé. Đây là bộ hồ sơ về nguồn gốc xuất xứ của bộ sản phẩm của anh em mình nhé. Đó. 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 Sau khi mua về mọi người có thể lấy điện thoại ra và check cái mã vạch ở trên sản phẩm của anh em mình sẽ ra tên sản phẩm này và nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm của anh em mình nhá. Thế nên là anh em mình cam kết với mọi người dùng trong vòng 2 tuần là da các bạn sẽ được cải thiện một cách rõ rệt nhá. Nếu không cải thiện làn da các bạn thì anh em mình sẽ hoàn tiền cho mọi người nhá. Và nó có một công dụng nữa đó là giảm béo nhá mọi người nhá. Anh em mình ăn uống rất là nhiều mà không bị tăng cân, đó là nhờ thường xuyên uống bột trà xanh của anh em mình nha mọi người nha. Ai muốn sở hữu một làn da đẹp và một vóc dáng đẹp thì nhớ liên hệ anh em mình qua số Zalo 0585898688 mình để trên góc phải màn hình nhá. Hoặc là nhắn tin vào fanpage Tamatibi Thích Xanh nhá. Chào tất cả mọi người.